xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay kênh Giã Sử Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết audio lịch sử Cuộc chiến tranh bắt buộc. Chương 1, phần 1. Chiến tranh đã bắt đầu như thế. Trên chiều dài lịch sử của mỗi nước, sau mỗi một cuộc chiến tranh, thường có một giai đoạn tương đối để điều chỉnh lại thế chiến lược mới hoặc là để khắc phục những hậu quả của chiến tranh để lại cho mỗi bên Thế nhưng sau 1975, nước ta vừa được hoàn toàn giải phóng, thống nhất hai miền Nam, Bắc. Những tưởng hòa bình sẽ vĩnh viễn trên đất nước đau thương này. Xong, kẻ thù mới lại xuất hiện trong khi đất nước đang thương tích đầy mình, kinh tế kiệt quệ, xã hội đang giải quyết muôn vàn khó khăn. Tình hình biên giới Việt Nam, Campuchia sau năm 1975, ngày càng diễn biến phức tạp, sau sự kiện xung đột tranh chấp đảo Thổ Chu của Việt Nam, nhà cầm quyền Campuchia Dân Chủ đã xua quân xâm nhập biên giới nước ta. Sự việc ngày một nghiêm trọng, cường độ ngày một gia tăng. Lúc bấy giờ ít có ai có thể nghĩ rằng một nhà nước, một quân đội mới sát sát cánh chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ đã lại trở thành kẻ thù của nhau. Điều đó không ai tin, không thể nào tin được. Chớ chiêu thay đó lại là sự thật. Hàng ngày, hàng giờ lực lượng vũ trang Campuchia dân chủ thâm nhập lãnh thổ, giết hại hàng ngàn đồng bào ta ở nhiều nơi trên tuyến biên giới như ở Tân Biên, Tây Ninh, Ba Trúc, An Giang, Đức Cơ, Gia Lai và nhiều nơi khác. Thực tế cho thấy, trong thời kháng chiến, hai nước Việt Nam, Campuchia có mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Quân đội hai nước đã kể vai sát cánh trong cuộc chiến tranh chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ và phe lũ các chiến dịch Chenla 1, Chenla 2 toàn thắng 1971 và các chiến dịch khác của Mỹ lồn nôn ngụy Sài Gòn bị thất bại cũng là nhờ sự đóng góp xương máu, sự hợp đồng chiến đấu của quân giải phóng miền Nam Việt Nam và quân giải phóng nhân dân Campuchia lúc bấy giờ. Khách quan mà nói, trong cuộc chiến tranh giải phóng trước đây của quân và dân ta, một phần cũng dựa vào sự giúp đỡ có hiệu quả của nhân dân Campuchia nếu như hồi đó chính quyền campuchia thù nghịch với ta thì cách mạng nước ta còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa chúng ta rất biết ơn nhân dân campuchia những người cách mạng chân chính campuchia vì vậy khi nổ ra cuộc chiến tranh biên giới tây nam chúng ta cảm thấy bàng hoàng mới hôm qua đây chính quyền và quân đội campuchia là bạn thì nay bỗng dưng họ lại phản bội chúng ta phản bội cả nhân dân campuchia bởi những chính sách phản động buộc lòng chúng ta phải tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc và giúp sức cho lực lượng cách mạng Campuchia chân chính. Đối với chúng ta, đây là một cuộc chiến tranh bắt buộc. Nhân dân ở các vùng biên giới hơn ai hết đã nhận thấy rõ sự phản bội của chính quyền Pol Pot Ieng Sary và nhận thức ngay rằng đây là kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm của cách mạng Việt Nam thời hậu chiến. Và cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc trên biên giới tây nam đã bắt đầu như thế mặc dù bước đầu có bị bất ngờ nhưng với truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc đảng ta quân đội ta nhân dân ta đã được tôi luyện trong các cuộc chiến tranh nên rất nhạy cảm trong việc nhận diện kẻ thù sách lược chiến lược và đường lối quân sự của đảng trong từng thời kỳ đề ra rất đúng đắn ngay từ khi kẻ thù mới xuất hiện trên tuyến biên giới tây nam các quân khu 5, 7, 9 và đặc biệt là Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh dọc tuyến biên giới đã chủ động, cơ động lực lượng ngăn chặn địch xâm nhập, giúp đỡ nhân dân ở những nơi bị địch tàn sát, giải quyết hậu quả. Vào đầu mùa thu năm 1977, trước khi chiến tranh biên giới xảy ra, Bộ Tổng Tham mưu đã điều động lực lượng theo thế bố trí chiến lược mới trên phạm vi cả nước. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và các quân khu phía Nam đã thành lập mới nhiều đơn vị từ Sư đoàn Bộ binh đến các quân đoàn độc lập. Sư đoàn Bộ binh 309 sau này, đảm nhận địa bàn tỉnh Bát Tam Băng trong 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, cũng là một trong nhiều đơn vị được thành lập trong giai đoạn này. Trong những tháng đầu năm 1978, trong khi cả nước đang lo hàn gắn vết thương chiến tranh các công trường nông trường xí nghiệp hối hả xây dựng lại đất nước thì những người lính chúng tôi cũng tất bật với bao công việc tất cả các đơn vị đều hướng về biên giới tây nam những đoàn xe chở cán bộ bộ đội lương thực thực phẩm lao nhanh về mặt trận tháng 5 năm 1977, tôi đang công tác tại trường hạ sĩ quan quân khu 5 thì nhận được quyết định điều về làm trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 31, thuộc sư đoàn bộ binh số 2. Trước diễn biến tình hình hết sức mau lẹ trên tuyến biên giới Tây Nam khiến tâm trạng người lính chúng tôi có cái gì đó bàng hoàng, khó tả. Trên phạm vi tiếp giáp các vùng chiến lược, lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động của các quân khu đã triển khai dọc tuyến biên giới, quân khu 5 đã điều một trung đoàn triển khai trên trục quốc lộ 14, đoạn Đắc Minh. Tại Đức Cơ, Gia Lai trung đoàn bộ binh 95 đã chạm súng với địch ở nơi giáp tỉnh Mung Đun Kiji. Đồn biên phòng 23 đã bị địch áp sát quấy rối phía trước, cắt đứt phía sau. Nhân dân ta, nhất là nhân dân dọc theo tuyến biên giới, hàng ngày hàng giờ, theo dõi diễn biến tình hình với tâm trạng lo lắng nhưng hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào sức mạnh của quân đội ta. Cuộc chiến tranh chống Mỹ lâu dài nhất, ác liệt gian khổ nhất với một kẻ thù hung bạo nhất mà ta đã giành thắng lợi một cách trọn vẹn, huống chi kẻ thù này trước đây là học trò của ta. Nếu như không được các thế lực thù địch với ta tiếp sức thì thử hỏi chúng sẽ tồn tại được bao lâu? Trong cuốn sách này Tôi chỉ tập trung chủ yếu nói về nghĩa vụ quốc tế của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia nói chung và đặc biệt là trên một hướng của mặt trận 479 nói riêng, tức là trên địa bàn cực Tây Bắc Campuchia tỉnh Bát Tam Băng, nơi sư đoàn bộ binh 309 đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Song, không thể không đề cập đôi nét về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia nó gắn liền với nhau hỗ trợ nhau cùng một mục đích là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực Đông Nam châu Á. Từ việc bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam, chúng ta phải loại trừ những nguy cơ tiềm tàng đe dọa nền an ninh của Tổ quốc. Chúng ta phải giải quyết tận gốc nơi phát sinh ra nguy cơ đó, tức là phải đánh đổ tập đoàn phản động Pol Pot, Ieng Sary, xây dựng lại chính quyền cách mạng nước Campuchia láng giềng có như thế mới bảo đảm an ninh cho đất nước trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế cũng từ mục tiêu chiến lược đó mà ngày nay nước ta được ổn định hơn bao giờ hết chúng ta đã làm hết sức mình để xây dựng mối quan hệ đoàn kết hơn bất cứ thời kỳ nào giữa hai dân tộc việt nam campuchia ngày nay hai nước chúng ta đều là những thành viên của khối asean và hòa nhập vào cộng đồng quốc tế sự hy sinh to lớn của chúng ta được đền đáp xứng đáng. Nhưng lúc đó, chúng ta bước vào cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam trong điều kiện có nhiều khó khăn và phức tạp. Đành rằng cuộc chiến nào mà chẳng khó khăn, ác liệt vì chiến tranh là nơi thử thách cao nhất sức mạnh của cả hai phía. Song, trong cuộc chiến này, tuy kẻ thù không thể nói là mạnh hơn ta được, nhưng đối với ta, như chúng ta đã biết, vừa mới có hòa bình sau năm 1975, quân ta đang tập trung giải quyết chính sách cho bộ đội xuất ngũ phục viên chuyển ngành hầu hết số lính cũ đã ra quân trở về quê hương trên mọi nẻo đường đất nước trong đó phải nói đến đội ngũ cán bộ cơ sở đã từng chiến đấu được rèn luyện thử thách trong khói lửa chiến tranh nay chẳng còn được bao nhiêu chiến sĩ mới thì chưa được tuyển chọn người lính ra trận hôm nay mang theo trong mình nhiều tâm trạng chưa được giải quyết trước mắt họ là cuộc chiến đấu không khoan nhượng với kẻ thù họ sẽ phải chịu đựng gian khổ ác liệt hy sinh cả những gì mà lẽ ra họ phải được hưởng và cao nhất là sẽ có những người phải ngã xuống trên chiến trường trái lại phía sau không xa đất nước đã hòa bình với cuộc sống nhộn nhịp hưởng thụ đã tác động lên tâm lý người lính hàng ngày hàng giờ trên chiến trường lại nữa mỗi cán bộ chiến sĩ chúng ta đều có một gia đình ở hậu phương còn nhiều việc bức xúc cần được giải quyết thậm chí cho đến bây giờ vẫn còn nhiều trường hợp cuộc sống của gia đình họ chưa thật ổn định cái gì làm nên sức mạnh chiến đấu của người lính tất cả trong đó yếu tố tinh thần là quan trọng nhất mà những cái làm nên về sức mạnh tinh thần thì lại chưa được chuẩn bị thật đầy đủ đã đến lúc chúng ta cần phải thấy được thực trạng của người lính khi bước vào cuộc chiến đấu mới sự quá tải của người lính đã phản ánh tình hình của đất nước trong thời điểm vừa mới được giải phóng. Trở lại với thực tại diễn biến tình hình trên tuyến biên giới Tây Nam. Sau khi đã triển khai một số lực lượng trực tiếp đụng độ với địch, các quân khu đã tổ chức ra sở chỉ huy tiền phương hoặc phái những cán bộ chủ chốt lên trực tiếp chỉ đạo các đơn vị. Trên hướng Đông Bắc Campuchia, quân khu 5 đã cử đồng chí Thiếu tướng Võ Thứ phó tư lệnh và một số cán bộ lên Đức Cơ để chuẩn bị cho các hoạt động quân sự. Khoảng trung tuần tháng 5 năm 1978, tôi tổ chức một đoàn cán bộ đi trước lên tỉnh Đắk Lắk, bao gồm trợ lý tác chiến, chủ nhiệm trinh sát, chủ nhiệm công binh, chủ nhiệm thông tin, các cán bộ đầu ngành chính trị, hậu cần, kỹ thuật và một số cán bộ chỉ huy các phân đội trực thuộc. Còn đại bộ phận do đại úy, tham mưu trưởng, trương đình sướng và chính ủy thiếu tá Nguyễn Thanh Mai ở phía sau hoàn chỉnh về biên chế, trang bị và đợi lệnh hành quân. Vùng biên dưới Tây Nguyên đang vào cuối mùa khô, thỉnh thoảng có những trận mưa rào, những cơn mưa đầu mùa tạo nên không khí dễ chịu. Xe chúng tôi chạy bon bon trên quốc lộ 19 rồi rẽ sang quốc lộ 14. Chiến trường Tây Nguyên quen thuộc lại hiện lên trong trí nhớ của tôi biết bao kỷ niệm của một thời chiến đấu đã qua. Những trận chiến đấu ác liệt, tiêu diệt hàng đoàn xe cơ giới của Mỹ, Ngụy Sài Gòn vận tải từ đồng bằng lên vùng Tây Nguyên, rồi những trận tập kích tiêu diệt các cứ điểm địch ở Pleiku, xung quanh thị xã Buôn Ma Thuột, rồi cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975 mà khởi đầu là đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột đem đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết một lòng đi theo đảng đánh Pháp, Mỹ giải phóng quê hương. Giờ đây lại hết lòng ủng hộ bộ đội đánh đuổi bọn đồ tể Pol Pot bảo vệ xóm làng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng đã nhuốm máu cha anh qua bao thế hệ. Chúng tôi chạy lòng khi qua các bản làng sơ xác ở hai bên đường. Những đứa trẻ gầy gò đen nhẻm, lấm lét nhìn chúng tôi. Các chị phụ nữ lưng đèo gùi bắp nặng chịu, tránh sang hai bên vệ đường, nhường chỗ cho đoàn xe chúng tôi đi qua. Đến nơi, chúng tôi triển khai ngay công việc. Người thì đi thực địa nghiên cứu bố trí đội hình Chủ nhiệm thông tin thì tìm nơi đặt máy thông tin, tỏa mạng liên lạc với sở chỉ huy cơ bản và tiền phương quân khu. Thời gian này, trung đoàn bộ binh 31 chúng tôi tách ra khỏi sư đoàn bộ binh 2, trực tiếp nhận chỉ thị của tư lệnh tiền phương quân khu 5 ở Đức cơ. Để giữ bí mật, chúng tôi đã sử dụng thông tin vô tuyến rất hạn chế, khi liên lạc tuyệt đối phải dùng mật mã, còn thì cứ theo hợp đồng mà triển khai trung đoàn bộ binh 31 đóng quân tại xã Ích Khanh thuộc tỉnh Đắk Lắc, cách trục đường quốc lộ 14 khoảng 3 km đường chim bay. Chủ nhiệm công binh lo việc nghiên cứu đường cơ động từ đường lộ 14 vào căn cứ. Cán bộ hậu cần, kỹ thuật thì nghiên cứu vị trí để xây dựng kho tàng, trạm quân y, trạm sửa. Cán bộ chính trị thì đi quan hệ với chính quyền địa phương, thâm nhập xuống các bản làng để nắm tình hình và chỉ đạo công tác dân vận trong một ngày mà chúng tôi đã giải quyết được biết bao công việc. Ngày hôm sau, chúng tôi để lại một số cán bộ đón bộ đội còn lại cơ động lên biên giới để tìm hiểu tình hình, trinh sát thực địa ở những khu vực, mục tiêu sắp tới, sẽ bước vào chiến đấu. Nhìn lên tấm bản đồ tác chiến của cơ quan ở sở chỉ huy tiền phương quân khu mới biết được tình hình diễn ra trên tuyến biên giới thật là nghiêm trọng. Những mũi tên xanh chọc vào những chấm đỏ chạy dài trên tuyến biên giới Việt Nam. Campuchia từ nơi tiếp giáp ngã ba biên giới Việt Nam Lào Campuchia đến đồn biên phòng 23 của ta trên trục đường 19 kéo dài rồi vào đến đoạn đối diện với Lộc Ninh và chạy suốt vào phía Nam. Có nơi mũi tên xanh đã chọc sâu trong đất ta đến 200 đến 300 m. Trung đoàn bộ binh 95 đã phải đối đầu với địch từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh biên giới. Nếu không có trung đoàn bộ binh 95 và một số lực lượng vũ trang địa phương ở đây, thì có thể địch đã đột nhập sâu vào hậu phương ta hàng chục km rồi. Trong ngôi nhà lá đơn sơ tại sở chỉ huy trung đoàn bộ binh 95 kê một dãy bàn giải bằng gỗ ván, xung quanh là các dãy ghế đủ chỗ cho khoảng 20 người ngồi. Trên vách thương bằng nứa có treo tấm bản đồ khu vực biên giới phía Tây Đức Cơ tỷ lệ 1 phần 100 chấm 000. Mọi người đều vây quanh tấm bản đồ. Những cán bộ đã đứng tuổi, tóc đã điểm bạc, đeo kính trắng, đưa ngón tay men theo đường biên giới rồi ghi ghi, chép chép vào quyền sổ. Ai nấy đều chăm chú ghi chép những điều cần thiết cho riêng mình. Điều đó cho thấy, mọi người đều quan tâm sâu sắc đến những sự kiện hôm nay. Chủ nhà đưa nước ra mời khách. Tôi hỏi đồng chí cử, rất tiếc tôi quên họ của đồng chí, chính ủy trung đoàn bộ binh 95. Ở cái nơi heo hút này anh kiếm đâu ra loại trà thơm ngon như thế? Anh nói, Tôi vừa mới ở quê vào Gia đình có việc phải về giải quyết Nhưng tình hình diễn biến quá mau lẹ Nên ở trong này gọi tôi vào Thế việc nhà đã giải quyết xong chưa? Tôi hỏi lại Với bản chất thật thà của người lính khu tư anh đáp ngay Công việc thì đã tạm ổn Nhưng anh cũng biết đấy Tình hình như nước sôi lửa bỏng thế này Mình đâu có yên tâm mà ở nhà cho được Tôi biết Anh là một cán bộ chính trị Bí thư Đảng ủy Trung đoàn và là một cán bộ lâu năm bám trụ trên trục đường 19 suốt những năm dài đánh Mỹ. Mảnh đất này đã gắn bó với gần như cả cuộc đời anh. Từ lúc vào đây, mái tóc anh vẫn còn xanh. Nay đã phơ phơ điểm bạc mà vẫn chưa có một ngày thảnh thơi. Cuộc chiến tranh đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Mọi người đã đến đông đủ trong số cán bộ được triệu tập. Tôi thấy đồng chí cán bộ chủ chốt về quân sự của các đơn vị gồm trung đoàn bộ binh 95, trung đoàn bộ binh 726, trung đoàn 1 thuộc sư đoàn bộ binh số 2. Ngoài trung đoàn bộ binh 31 chúng tôi còn có một số cán bộ khác, dự kiến sau này sẽ thành lập nhiều đơn vị mới, trong đó có sư đoàn bộ binh 309 tương lai. Địa bàn này thực sự đã bước vào chiến tranh. Xa xa, trên trục đường qua biên giới, người ta có thể nghe thấy tiếng đạn cối của địch vọng lại. Có tin chúng đang bu bám quấy rối đồn biên phòng 23 của ta. Tại sở chỉ huy của Trung đoàn Bộ binh 95, không khí thật oi bức, báo hiệu những cơn mưa đầu mùa sẽ trút xuống vùng khô hạn nơi đây. Bộ đội và nhân dân ở khu vực này đã phải chịu đựng cảnh thiếu nước nghiêm trọng đã mấy tháng nay. Mọi người đang bàn tán đủ thứ chuyện trên đời, thì đồng chí phó tư lệnh quân khu bước vào, ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Cuộc chiến tranh bắt buộc, phần y Chương 2 Đồng chí chủ nhiệm trinh sát trung đoàn bộ binh 95 là người báo cáo đầu tiên. Trong chiến đấu, không có cấp nào nắm được tình hình địch một cách cụ thể chính xác bằng cấp cơ sở. Họ là những người đã ngày đêm mặt giáp mặt với kẻ thù trực tiếp ngoài mặt trận. Kinh nghiệm của những năm chiến tranh cho tôi thấy cần phải bám thật sát địch mới đánh trúng địch. Trong thực tế cuộc chiến tranh vừa qua, đã có những trận tập kích vào khu đất trống hoặc bắn cháy những đụn rơm gốc cây, ủ mối Vì ban đêm tưởng đó là xe tăng địch Và đặc biệt là trong cuộc chiến tranh hôm nay Kẻ địch vô cùng nham hiểm Chúng áp dụng một cuộc chiến tranh theo kiểu du kích với ta mà Chính ta là những người huấn luyện Chia sẻ kinh nghiệm cho chúng Qua báo cáo của chủ nhiệm trinh sát Trung đoàn Bộ binh 95 và các đơn vị phía trước trong đó có chỉ huy của đồn biên phòng 23, chúng tôi đã phần nào hiểu được các thủ đoạn tác chiến của địch phiên hiệu đơn vị và một số căn cứ của chúng dọc tuyến biên giới, sâu vào đất Campuchia từ 10 đến 15 km. Trong đó có một số căn cứ mà sau này chúng tôi sẽ được giao nhiệm vụ đánh chiếm. Theo những gì tôi được biết thì vào năm 1977, trên toàn bộ đất nước Campuchia, để chia ra làm 6 quân khu. Đó là 1. Quân khu 303, quân khu Bắc, bao gồm vùng 41,

5. Quân khu 560, quân khu Tây Bắc, gồm các vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Quân khu 109, quân khu Đông Bắc, gồm các vùng 101, 102, 104, 105, 107 và 505. Như vậy, để không dùng tỉnh, huyện làm đơn vị hành chính, Thường vụ Trung ương Đảng Campuchia đơn vị 870 trực tiếp chỉ đạo thẳng cho các quân khu, vùng và xã. Ngoài ra, chúng còn thành lập 5 vùng trực thuộc Trung ương, đó là vùng 103, bridge vùng 106, Siêm Diệp vùng 77 Phnom Penh vùng 72 Cảng Sihanoukville và vùng 74 Cảng Phnom Penh đối tượng tác chiến của các đơn vị trên hướng của quân khu 5 trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh biên giới chủ yếu là sư đoàn bộ binh 801 thuộc quân khu 109 Pol Pot, gồm 3 trung đoàn bộ binh 81, 82, 83 và lực lượng vũ trang thuộc các vùng 101, 102, 104, 105, 107 và 55. Đồng chí phó tư lệnh quân khu 5 khái quát tình hình giữa ta và địch bằng một câu rất thực tế là ta biết địch nhưng không thấy địch, địch thấy ta và thấy rất rõ về ta. Còn diễn biến chiến đấu chung trên tuyến biên giới hiện nay là Pot đánh ta như ta đánh Mỹ, ta đánh Pot như Mỹ đánh ta. Những ai đã trải qua những năm tháng chiến đấu trên chiến trường trong hai cuộc chiến tranh, ngẫm nghĩ lại, thấy rằng câu nói trên của đồng chí phó tư lệnh quân khu 5 là rất thực tế chính xác những trận đánh mở đầu tây nguyên đã bước vào mùa mưa buổi sáng và trưa trời vẫn nắng nóng nhưng thường hay mưa vào buổi chiều nắng ba trưa mưa ba chiều có nghĩa là buổi trưa nắng nóng càng gay gắt thì buổi chiều mưa càng to sau mấy ngày có mưa trời lại tiếp tục nắng nóng khí hậu ở đây thường trở mặt đột ngột từ nắng chuyển sang mưa nhưng ban đêm và buổi sáng lại lạnh rét trong một ngày đêm có khí hậu của bốn mùa. Thời tiết thay đổi đột ngột đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội, nhất là đối với những đơn vị từ đồng bằng lên hoặc những ai chưa trải qua chiến trường Tây Nguyên. Các tỉnh của Campuchia tiếp giáp với Tây Nguyên có khí hậu đều giống nhau. Tỉnh Gia Tanakiri là địa bàn hoạt động của Sư đoàn Bộ binh 309 nói riêng và của các đơn vị thuộc quân khu 5 nói chung. Phía bắc tỉnh này có con sông Sê-san và Sê-dê-pốc. Tỉnh có một phần giáp Lào tạo thành khu ngã ba biên giới Lào Campuchia Việt Nam. Con đường quốc lộ 19 từ Việt Nam chạy thẳng và xuyên qua hầu như chính giữa và chia đôi tỉnh Gia thành phía bắc và phía nam. Từ đồn biên phòng 23, đi sâu vào đất Campuchia khoảng 10 km phải đi qua hai đến ba con suối, trong đó có ngầm Oza Đào phía bắc đường 19 là điểm cao 312, mục tiêu mà sau này đã diễn ra trận đánh quyết liệt nhằm giải tỏa trục đường 19, đã bị địch chia cắt các đơn vị của ta ở phía trước với phía sau. Đoạn đường 19 từ đồn biên phòng 23 về Đức Cơ lại càng xấu hơn. Mùa khô đất bột lội đến mắt cá chân, mùa mưa từ lớp đất bột này trở thành một lớp bùn nhão nhét, xe cộ không tài nào cơ động được lợi dụng vào con đường huyết mạch hậu cần duy nhất địch tăng cường đánh phá kể cả mùa khô và mùa mưa vì vậy công tác vận chuyển tiếp tế từ hậu phương ra phía trước vô cùng khó khăn dọc theo tuyến biên giới chạy thẳng vào phía nam đối diện với tỉnh đắk lắc là tỉnh Kiji campuchia trên phạm vi 30-40 km tiếp giáp giữa hai nước chưa có đường ô tô chủ yếu là đường đi bộ nhưng càng đi vào phía nam thì đường quốc lộ 14 của ta càng gần biên giới, có nơi đường 14 chạy sát đường biên. ở những nơi này địch hay lợi dụng để xâm nhập vào lãnh thổ nước ta phục kích, gai mìn, nhìn chung toàn bộ địa hình khu vực đông bắc campuchia thuộc địa hình rừng núi, rừng già nguyên sinh xen kẽ với rừng tái sinh và nương rẫy do con người tạo nên, đặc biệt là hai bên trục đường 19 kéo dài phần nhiều là bằng phẳng với cây gai ozo ken dày, gây rất nhiều khó khăn cho ta khi vận động. Ngược lại, rất thuận tiện cho sở trường đánh du kích của đối phương. Rõ ràng, chúng tôi bước vào chiến đấu trên chiến trường Đông Bắc này đã gặp hai bất lợi trong yếu tố là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Để chuẩn bị cho những trận đánh sắp tới, sau khi trung đoàn bộ binh 31 cơ động từ Quảng Nam Đà Nẵng lên đứng chân tại xã Ích Khanh, Đắk Lắk, chúng tôi bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị bộ đội và sau khi đi khảo sát tình hình trên tuyến biên giới, chúng tôi đã hình dung được những việc phải làm đồng thời trong một thời gian. Đó là nhanh chóng ổn định mọi mặt ở vị trí mới và bắt tay vào huấn luyện, sao cho, gần sát với thực tế chiến đấu trên địa hình và đối tượng tác chiến. Sở chỉ huy trung đoàn nhộn nhịp hẳn lên. Cơ quan trinh sát và tác chiến lên kế hoạch và tác nghiệp lên bản đồ về hình thái địch mà chúng tôi đã có dịp copy được ở Trung đoàn Bộ binh 95 và Tiền phương quân khu 5. Một vấn đề rất khó khăn cho công tác tham mưu là bản đồ khu vực tác chiến không có. Đối với những người chỉ huy chiến đấu mà không có bản đồ thì cũng như người mù. Theo yêu cầu chiến đấu, khi nhận nhiệm vụ, ít nhất mỗi chỉ huy đại đội phải có một mảnh bản đồ. Như vậy, mỗi tiểu đoàn, ít nhất phải có 5 đến 6 mảnh đối với mỗi trung đoàn bộ binh thì phải nhân bốn số trên, chưa tính đến các cơ quan chỉ huy trung đoàn nhất thiết phải có, như tác chiến, trinh sát, pháo binh. Năm năm hiện tại toàn bộ trung đoàn mới chỉ có một tấm bản đồ tỷ lệ 1 phần 100.000 mà tôi vừa mới xin được ở trung đoàn bộ binh 95. Vì vậy, trong khi chờ được cấp bản đồ, chúng tôi đã cho anh em đồ bản sao chép, phóng to từng khu vực, cấp cho các đơn vị và treo tại sở chỉ huy để phục vụ cho các cuộc giao ban hàng ngày. Thông tin liên lạc là một vấn đề gây cấn. Sau năm 1975, phương tiện thông tin liên lạc của trung đoàn hầu như bị xếp xó hoặc chủ yếu để phục vụ cho huấn luyện. Việc chỉ đạo hàng ngày chủ yếu là dùng mạng thông tin hữu tuyến. Cả trung đoàn bộ binh chỉ có trên 10 máy vô tuyến PRC-25 của Mỹ, nhưng nguồn pin lại rất hiếm, con người ta có ăn thì mới sống và làm việc duoc còn cái máy cũng phải có nguồn pin mới phát huy được tác dụng thông tin hữu tuyến thì chưa được chục km giây so với yêu cầu nhiệm vụ sắp đến thì số lượng phương tiện thông tin liên lạc chưa được một phần ba theo yêu cầu đó là chưa nói đến chất lượng phương tiện và trình độ sử dụng của lớp chiến sĩ trẻ toàn bộ cơ sở vật chất tuy còn khó khăn nhưng không đáng lo với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành hậu cần kỹ thuật lương thực thực phẩm đạn dược quân trang quân dụng đã đảm bảo đạt mức yêu cầu tối thiểu và đã được đưa vào kho ở vị trí mới và đang tiếp tục vận chuyển để đáp ứng yêu cầu cơ bản trước mùa mưa như vậy có thể nói là tương đối yên tâm về công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ sắp tới chỉ còn chờ lệnh để trang bị cho từng người những công việc mà cơ quan tham mưu tiếp tục phải làm là kiểm tra công tác huấn luyện bộ đội, chuẩn bị mẫu biểu và các văn kiện chiến đấu, tổ chức tiếp nhận phương tiện thông tin bổ sung và sửa chữa những phương tiện hư hỏng, quan hệ với cơ quan cấp trên để nhận bản đồ, địa bản. Những công việc trên tuy nhiều và phải triển khai một lúc, nhưng cơ quan tham mưu của chúng tôi đã trải qua trong cuộc chiến đấu nên đã hoàn thành công việc một cách tốt đẹp. Đứng đầu là tham mưu trưởng Trương Đình Sướng, trưởng ban tác chiến nguyễn hồng vân chủ nhiệm trinh sát dương minh thi chủ nhiệm thông tin liên lạc chu huy nhân chủ nhiệm công binh và nhiều đồng chí khác sau cuộc chiến tranh vừa qua đã để lại cho chúng ta một đội ngũ cán bộ quý giá tiếc rằng đã có không ít người từng trải qua phải sống lang bạt kỳ hồ trên các nẻo đường đất nước trong cuộc mưu sinh này về công tác đảng công tác chính trị chúng tôi đã bàn bạc trao đổi với nhau những nội dung cần tập trung lãnh đạo để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Đó là công tác chuẩn bị thật tốt bộ đội. Đồng chí Nguyễn Thanh Mai chính ủy trung đoàn, bí thư đảng ủy là một người trông bề ngoài có vẻ chậm chạp, không phù hợp với dáng người cao 1m70. Nhưng đồng chí nắm rất chắc về công tác đảng, công tác chính trị và chất lượng của đội ngũ cán bộ lúc bấy giờ. Chúng tôi, trung đoàn trưởng, chính ủy, tham mưu trưởng, vừa là người chỉ huy vừa là những ủy viên thường vụ đảng ủy trung đoàn, đã luôn bàn bạc thống nhất với nhau trước khi triệu tập cuộc họp đảng ủy bất thường. Vào ngày 20 tháng 6 năm 1978, chúng tôi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và điện báo cáo về tiền phương quân khu 5. Lúc này, trên tuyến biên giới, địch gia tăng hoạt động. Số vụ xâm nhập biên giới từ 5 lần một ngày đã tăng lên 7 đến 8 lần một ngày trên một chiều dài chưa đầy 20 km, số lần tập kích bằng hỏa lực vào đồn biên phòng 23 và các điểm chốt khác của ta cũng tăng lên. Quân khu quyết định đánh đòn phủ đầu, vừa là để cảnh cáo, vừa để tạo thế cho các hoạt động sau vào đất đối phương sau này. Mục tiêu được chọn đầu tiên là hai căn cứ mật danh là XA và XB, nằm sâu vào đất Campuchia khoảng 10 đến 15 km về phía nam trục đường 19 kéo dài thuộc tỉnh Yatana-Kiri. Đây là hai mục tiêu, là căn cứ của hai tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Bộ binh 81 Sư đoàn Bộ binh 801 Pol Pot, quân khu 109. Từ những căn cứ này, chúng tung lực lượng ra áp sát các mục tiêu của ta trên tuyến biên giới, dùng các loại hỏa lực như DKZ, cối 120 ly, súng 12 ly 7, thường xuyên tập kích vào các vị trí của ta cho lực lượng luồn vào phía sau hậu phương của ta phục kích, cày mìn trên các trục đường vận chuyển và xung quanh các chốt biên giới. Thậm chí chúng vào sát các doanh trại của Trung đoàn Bộ binh 95 và một số khu dân cư để gài mìn sát thương. Hồi đó, các đơn vị trong quân khu thường gọi đó là chiến thuật ruồi bu hoặc đầu nhọn đuôi dài của địch. Có nghĩa là chúng lợi dụng địa hình phức tạp của vùng đồi núi Đông Bắc Campuchia một cách rất linh hoạt. Khi phát hiện được mục tiêu, chỉ cần hai đến 3 tiếng đồng hồ sau là các toán lính đặc công của địch áp sát xung quanh như đàn ruồi bu vào miếng mồi. Do đó, đồng chí phó tư lệnh quân khu mới có câu đánh giá tỉnh tỉnh nơi đây là ta biết địch mà không thấy địch, địch thấy ta và thấy rõ về ta là vậy. Còn đầu nhọn đuôi dài cũng là một thủ đoạn xuyên suốt từ đầu đến cuối cuộc chiến. Đây là những sở trường của một kẻ yếu mà mãi về sau này, chúng ta còn phải trả giá. Lực lượng địch trực tiếp chạm trán với ta xem ra thì rất ít, có khi chỉ từng tổ 2 đến 3 tên, trang bị tiểu liên ắc và một khẩu B40, hoặc là khi bác bám xung quanh các chốt điểm của ta cũng chỉ 2 đến 3 tổ hoặc toán, nhưng chúng áp sát trên nhiều hướng. Còn phía sau lực lượng này là cả một đội hình gần như hàng dọc kéo dài vào nội địa và trung tâm chỉ huy của chúng. Vì vậy mà mỗi động thái ở phía trước như thế nào thì phía trong nội địa địch đều biết hết thủ đoạn thứ hai mà địch rất coi trọng và áp dụng trong mọi địa hình thời tiết là tích cực luồn sâu đánh vù hồi bên sườn và luồn sâu vào sau lưng đối phương để phục kích gài mìn cắt đường tiếp tế vận chuyển hoặc cơ động lực lượng việc sử dụng các loại mìn với nhiều cách bố trí nham hiểm là đặc trưng trên chiến trường biên giới tây nam đây là một thủ đoạn chiến đấu nhằm tiêu hao lực lượng ta không những trước mắt loại khỏi vòng chiến đấu bộ đội ta mà còn gây nên hậu quả nặng nề cho xã hội, có khi phải mất nhiều thập niên mới khắc phục được. Tổng hợp tình hình thương vong của bộ đội ta trên chiến trường cho thấy số hy sinh vì mìn địch 987 đồng chí chiếm 33%, số bị thương loại khỏi vòng chiến đấu vì mìn 1036 đồng chí chiếm 18,7%, Tôi không xác định cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam được tính từ ngày tháng năm nào, nhưng chúng tôi được tham gia trận đánh đầu tiên cùng với trung đoàn bộ binh 95 tại hai căn cứ địch ở XAXB như đã nói ở trên là vào đêm ngày ngày 23 tháng 6 năm 1978. Trong trận này, quân khu chỉ sử dụng hai trung đoàn và một số đơn vị pháo binh, cao xạ, công binh để phục vụ và chi viện cho trận đánh. Trung đoàn bộ binh 95 được tăng cường, tiểu đoàn 9 của Trung đoàn bộ binh 31 chúng tôi, dưới sự chi viện của trận địa pháo binh quân khu, lúc này chưa tổ chức cụm pháo binh và các hỏa lực cối 120mm, DKZ-75 trực tiếp đánh chiếm căn cứ. Còn Trung đoàn bộ binh 31, thiếu tiểu đoàn 9, thì có nhiệm vụ luồn sâu vào phía sau hai căn cứ này để diệt địch tháo chạy và đánh phản kích nếu địch từ trong nội địa bung ra. Mặc dù tôi xuất thân từ một chiến sĩ trinh sát, có nghĩa là chỉ cần một tấm bản đồ và một địa bàn là có thể đi đến bất cứ địa điểm nào. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy lo lo. Tối đến, tôi cùng với tham mưu trưởng và chủ nhiệm trinh sát trải tấm bản đồ ra để xác định lại điểm xuất phát từ biên giới ta đến khu vực triển khai chiến đấu nằm sâu trong hậu phương được 10-15 km. Bản tính cụ thể lực lượng, trang bị và cả các công tác đảm bảo khác cho tổ trinh sát luồn sâu đi trước nhất là vấn đề thông tin liên lạc. Đâu có phải như bây giờ máy móc hiện đại, chỉ cần móc trong túi quần ra một máy điện thoại có thể liên lạc được với toàn thế giới. Còn lúc đó chỉ có PRC25 hoặc K63 vừa nặng vừa cồng cành, lại vướng cả cái cần anten làm sao mà chui, mà luồn qua một địa hình toàn là gai ozo và dây leo chẳng chịt. Đây quả là một bài toán khó. Chúng tôi vẫn biết rằng, đánh giặc là khó, bởi vậy mà NGU Tô Y ta thường nói nhất đánh giặc, nhì chặt tre, thứ ba mới đến ve gái. Với đánh địch trên đất ta đã là khó, nhưng đánh địch trên đất đối phương lại nằm sâu vào nội địa của chúng nhưng 15 km quả là không đơn giản một chút nào. Đồng chí chủ nhiệm thông tin là một người điềm tĩnh, ít nói. Nhìn vào đồng chí, ta có cảm tưởng anh là một người chỉ biết thực hành nhiệm vụ một cách thụ động phần nhiều anh em quê nghệ an hà tĩnh là như vậy nhưng với kinh nghiệm của một cán bộ đã qua chiến đấu đồng chí hạ quyết tâm bảo đảm liên lạc thông suốt không những với lực lượng trinh sát luồn sâu đi trước đội hình mà còn bảo đảm cho sở chỉ huy trung đoàn chỉ huy các đơn vị tại vị trí mới tôi chưa yên tâm hỏi lại đồng chí hãy trình bày ý định của mình đi thưa thủ trưởng theo kinh nghiệm và theo chỉ lệnh đảm bảo thông tin liên lạc của cấp trên là ta phải tuyệt đối bí mật thông tin liên lạc trước giờ nổ súng có nghĩa là mạng thông tin vô tuyến điện không sử dụng hoặc chỉ có thu chứ không phát đối với các đài lẻ cần phát huy tối đa mạng thông tin hữu tuyến tôi sẽ cho kéo theo đường dây thông tin đi theo toán trinh sát đi đầu đường dây này vừa là đường trục để bộ đội lần theo ban đêm khỏi lạc và trên từng đoạn tôi sẽ cho móc máy điện thoại vào đó để nắm tình hình phía trước, phía sau. Còn mạng vô tuyến điện sẽ trở thành dự bị trong giai đoạn hành quân chiếm lĩnh. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm như chút bớt được nỗi lo âu. Đã có lần trên chiến trường đường 19 tại đèo An Khê trong chiến tranh chống Mỹ, chúng tôi đã kéo đường dây điện thoại từ phía bắc đường chui qua cổng hang rơi sang phía nam đường hàng chục km, qua hệ thống đồn bóp của lính Park chun hy dày đặc ở đây tôi rất vui mừng và yên tâm trước trách nhiệm công việc của các cán bộ đầu ngành thuộc cơ quan tham mưu nói chung và của đồng chí chủ nhiệm thông tin nói riêng trí tuệ tập thể được làm nên từ trí tuệ của mỗi người cán bộ đảng viên chiến sĩ chúng ta khi đã xác định được nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao với một tập thể như thế và nhất là với những cán bộ như thế thì không có khó khăn nào mà không khắc phục được chúng tôi nhanh chóng làm công tác tổ chức chiến đấu, họp đảng ủy, mở rộng và báo cáo quyết tâm lần cuối lên sở chỉ huy tiền phương quân khu. Thời gian này bộ đội đã có mặt tại vị trí tập kích Đức Cơ, Gia Lai. Trong hiệp đồng chiến đấu giữa Trung đoàn Bộ binh 95 và Trung đoàn Bộ binh 31, chúng tôi xác định mọi ưu tiên đều dành cho Trung đoàn Bộ binh 95 nhưng yêu cầu trung đoàn bộ binh 31 thì lại rất cao và không kém phần khó khăn. Bởi vì trung đoàn bộ binh 31 chúng tôi là cánh vu hồi phía sau mục tiêu tiến công của trung đoàn bộ binh 95. Nghĩa là chúng tôi phải đến vị trí chiến đấu trước khi trung đoàn bộ binh 95 nổ súng tiến công. Và một yêu cầu không kém phần quan trọng là phải bảo đảm được yếu tố bí mật bất ngờ. Nếu cánh vu hồi của chúng tôi mà bị lộ thì không những chúng tôi bị ngăn chặn trên đường tiếp cận, bị đánh thọc hai bên sườn, mà bọn địch ở mục tiêu của Trung đoàn Bộ binh 95 công kích sẽ bí mật rút ra khỏi địa bàn căn cứ. Trung đoàn Bộ binh 95 sẽ đánh vào căn cứ không người. Đồng chí Ma Văn Toàn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Tư lệnh Quân khu 2, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 95 cũng lo lắng không kém gì tôi nhưng trung đoàn bộ binh 95 vẫn có nhiều thuận lợi hơn. Trước hết là bộ đội của đồng chí đã trải qua một thời gian hoạt động ở vùng này, nắm chắc được đối tượng tác chiến, địa hình thông thạo và nhất là qua công tác trinh sát, mục tiêu của đồng chí tương đối ổn định. Đồng chí là một chỉ huy đã dày dạn kinh nghiệm tác chiến ở vùng rừng núi Tây Nguyên. Trong chiến tranh chống Mỹ, Trung đoàn Bộ binh 95 đã trụ bám trên trục đường 10 đoạn đèo mang giang nhiều năm. Hồi đó tôi ở trung đoàn Bắc 12 sư đoàn bộ binh 3 sao vàng, đảm nhiệm đoạn đèo An Khê, nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Gia Lai và Bình Định. Cứ mỗi khi ta mở chiến dịch Tây Nguyên, B3, thì hai chúng tôi thường quan hệ hiệp đồng chặt chẽ với nhau trong nhiệm vụ cắt đứt đường 19. Lần này, chúng tôi lại gặp nhau trong trận đánh mở đầu và sau này, còn phối hợp chiến đấu với nhau một thời gian, cho đến ngày ta mở chiến dịch tổng tiến công giải phóng Campuchia trước khi xuất phát, đồng chí Ma Văn Toàn còn nhắc đi nhắc lại là phải giữ bí mật thật tốt, có bí mật mới tạo nên sự bất ngờ cho cả hai đơn vị. Chiều tối ngày 22 tháng 6, chúng tôi bắt đầu vượt qua biên giới và âm thầm lặng lẽ luồn sâu vào đất địch. Trời mưa lâm dâm, rừng cây rậm rạp, cây leo chẳng chịt rất khó đi. Thỉnh thoảng đội hình phải dừng lại lấy góc phương vị rồi mới tiếp tục tiếp cận. Phải nói rằng, phân đội trinh sát của chúng tôi gồm những cán bộ, chiến sĩ thật tuyệt vời. Căn cứ trên bản đồ thì đội hình chúng tôi chỉ còn cách vị trí triển khai khoảng 5 km nữa. Đồng chí tham mưu trưởng Trương Đình Sướng đi trong đội hình cơ quan tham mưu, nắm chắc thông tin liên lạc. Tôi đi sau toán trinh sát đi đầu. Trời tối đen như mực, không khí im lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng lắc rắc do bộ đội ta dẫm đạp lên những cành cây khô. Tôi nắm vào một cành cây bỗng đau nhói ở mu bàn tay trái. Lập tức cánh tay tôi tê dại. Tay phải tôi cầm chiếc đèn pin có khoét một lỗ bằng hạt bắp, chiếu vào cành cây. Một con rắn lục xanh lẻ đang cuộn trong trên chạc ba. Tôi đã bị rắn lục cắn. Đồng chí y tá lấy băng cột chặt vào cổ tay tôi, lau sạch máu chỗ rắn cắn. Chẳng mấy chốc tay tôi sưng vù, nặng chĩu phải treo lên trước ngực và tiếp tục hành quân Lúc này đã là 3 giờ sáng ngày 23 tháng 6. Xa xa ở hướng đông bắc, tiếng đạn cố, tiếng đạn DKZ nổ dồn dập. Từng loạt súng máy có đạn vạch đường xé tan màn đêm, chạm vào gốc cây, tảng đá rồi bay vút lên không trung như những chùm pháo hoa ngày Tết. Trung đoàn bộ binh 95 nổ súng rồi chăng? Không phải. Mục tiêu của trung đoàn bộ binh 95 nằm chính hướng đông so với chúng tôi. Có thể đấy là đồn biên phòng 23, chắc là địch đang quấy rối ở đó. Chúng tôi tiếp tục hành tiến. Đúng 5 giờ, chúng tôi đã đến được đường Công Hương, đường làng. Con đường đất đỏ này bắt nguồn từ đường 19 chạy thẳng về hướng đông nam rồi rẽ vào căn cứ XAXB. Con suối trong căn cứ địch chảy cắt ngang qua con đường Công Hương này. Từ đây ra đến ngã ba đường 19 còn gọi là ngã ba đường công hương khoảng gần 1 km. Đang triển khai đội hình đón lõng thì trung đoàn bộ binh 95 nổ súng. Do giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ và với cách đánh táo bạo, hỏa lực chi viện chính xác, nhất là hỏa lực đi cùng và do địch chủ quan, công sự, vật cản sơ sài, nên sau 30 phút chiến đấu, chúng chịu không nổi, phải tháo chạy, bỏ lại nhiều xác chết và tất cả những gì có trong căn cứ phần lớn địch tháo chạy theo trục đường đất đỏ gặp lực lượng đón lóng của trung đoàn bộ binh 31 trên đường công hương tiến công quyết liệt hàng chục tên bỏ xác tại trận số còn lại chạy băng qua đường 19 về hướng bắc tiếc thay chúng tôi không vòng lên được trên đó trung đoàn bộ binh 95 làm chủ hoàn toàn hai căn cứ xa xb thu toàn bộ đạn dược một ít vũ khí và lương thực của chúng đây là thắng lợi bước đầu có ý nghĩa quan trọng trên một hướng chiến dịch trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Tây Nam, là một đòn cảnh cáo của quân đội nhân dân Việt Nam đối với bè lũ phản động Phnom Penh gây chiến. Trận đánh thắng lợi mở ra một khu vực rộng lớn với chính diện 20 km, chiều sâu từ 10 đến 15 km sâu vào đất đối phương. Từ đây sẽ là bàn đạp để quân khu 5 phối hợp với các quân khu 7 9 mở chiến dịch tổng tiến công giải phóng hoàn toàn Campuchia trên hướng chiến lược này. Trận đánh mở đầu đã cho chúng tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Trước hết là việc đánh giá về địch, về khả năng chống đỡ những đòn tiến công của quân ta và các âm mưu thủ đoạn của chúng. Trong cuộc hội nghị rút kinh nghiệm do quân khu 5 tổ chức Tai Pleiku đã đánh giá tình hình một cách toàn diện từ khi địch gây hấn với ta trên tuyến biên giới cho đến sau thắng lợi của trận đánh này từ đó rút ra những kết luận sau đây. Địch chủ yếu tung lực lượng ra áp sát các vị trí của ta trên tuyến biên giới, dùng các thủ đoạn đánh du kích, tiêu hao lực lượng ta, gây cho ta nhiều khó khăn. Khi bị đánh trả, chúng tháo chạy để bảo toàn lực lượng, nhưng khi ta dừng lại, chúng bắt đầu quay lại bu bám quấy rối. Chúng đã áp dụng triệt để phương châm địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, địch dừng ta quấy, nguyên văn địch tiến ta lùi địch rừng ta quấy địch mệt ta đánh địch rút ta truy xuyên suốt trong quá trình chiến tranh chúng coi trọng việc đánh tạt sườn vào phía sau đối phương còn ở trong nội địa thì bộc lộ nhiều sơ hở về phía ta trước hết là phải vận dụng một cách sáng tạo trong cách đánh sao cho phù hợp với từng điều kiện cụ thể về địa hình về tính chất mục tiêu tiến công khi tiến công vào căn cứ nhất là những căn cứ sâu vào hậu phương địch công sự sơ sài vật cản giản đơn cần phải tạo yếu tố bất ngờ sử dụng lực lượng đột kích chính diện vừa phải cần tăng cường lực lượng vu hồi tiến công vào bên sườn và sau lưng chúng cần thiết có thể tạo thế bao vây vòng trong vòng ngoài có khi dùng cả mìn để tạo thế bao vây không cho chúng chạy thoát vì vậy phải quán triệt tư tưởng tiến công cho mọi lực lượng ngay trong chiến đấu phòng ngự cũng phải thể hiện tư tưởng tiến công bằng những hành động cụ thể như công sự trận địa vững chắc bố trí vật cản và hệ thống hỏa lực chặt chẽ nhất là phải có lực lượng cơ động thoát ra bên ngoài tiến công bên sườn và phía sau đội hình địch tôi hiểu ý này quân khu muốn quán triệt cho chúng tôi trong giai đoạn sắp đến giai đoạn chiến đấu giữ vững bàn đạp trên khu vực mà ta vừa mới đánh chiếm trên khu vực này rồi đây sẽ rất khó khăn và quyết liệt trước khi bước vào chiến dịch tổng tiến công. Sau đòn trừng phạt đầu tiên của ta sâu vào đất đối phương, địch đã tỏ ra lúng túng. Các hoạt động quấy rối của chúng giảm xuống đảng kể. Trung đoàn bộ binh 95 và trung đoàn bộ binh 31 được giao nhiệm vụ chốt lại để mở rộng và giữ vững bàn đạp. Trung đoàn bộ binh 95 có nhiệm vụ chốt giữ các mục tiêu vừa mới đánh chiếm. Trung đoàn bộ binh 31 triển khai trận địa phòng ngự tại ngã Ba Công Hương và trên trục đường đất đỏ để đánh địch phản kích từ trong nội địa ra. Buổi đọc hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Quý vị hãy đăng ký và like video để chúng tôi có thêm động lực để đưa ra những clip hay.